Hello con. Hello Trấn. Okay. Now, we continue with our yesterday lesson, Trấn. I share that with con làm bài về nhà chưa vậy Trấn? Yes. Nhưng mà cũng mấy cá câu tiền nó không có con không có thấy cũng Ok. Can you see the screen, John? I share that with you. Okay, with task 7 here. Do you have task 7? You have the quiz here. Now, can you tell me what is the sunniest city in USA? In the USA? How do you spell it? Y-U-M-A. YUMA. You have Y, number one. YUMA. Yuma. MAD. Is it right, John? Is it right? No, do Now, please type your answer on the screen, please. Humor. Humor. Okay. And how about the second, John? I can't find The hottest city in the Europe. Me. Hot city in Europe. Warm. Ấm nhất, nó có cái nước ấm nhất không? Có cái nước nóng nhất không? Nó sẽ có cái câu này khó ha. Nó sẽ là có một số thành phố á, nó sẽ trải dài từ cái khu vực là cô thấy ở đây là nó từ meridians from Spain to Greece, là nó có từ Tây Ban Nha tới Hy Lạp lận, thì nó sẽ trải qua nhiều quốc gia rồi, nên câu này mình không làm được. Number three, John. The furthest far city, capital city from the equator. I can't solve it. The furthest
nó sẽ con sẽ có là the capital of Iceland. Number three. You have for number two, you have cities. Nó sẽ trải qua những cái thành phố mà nóng á, có nhiệt độ nóng nhất ở châu Âu thì con sẽ có city form Greece, from Spain to Greece. Okay, number three. That is the capital city for Ireland. À, và con sẽ có là number three, the capital is con sẽ có gì đây? Reykjavik. That is the capital of Iceland. Okay, chứ? And how about what is the largest city in Asia? What? Tokyo in Tokyo. Japan. That is the largest city in Asia. Tokyo. In Azure. That is Tokyo. How about number five, Jung? The wettest city in the Europe. Can you find the answer for that? Yes, but I don't know how to read it. Oh, okay. Can you spell it, or can you type your the name on the screen, please? Bergen, Norway. What's this? Norway. What does it mean, John? I don't know. Na Uy hả con? Na Uy hả? Norway. Phải không? Norway. Na Uy. Norwegian. Na Uy. À. Virgin. Virgin Virgin in Norway. And what is the most expensive city in the world? The last question, John. Singapore. Singapore. Oh, Singapore is the most expensive in the world. Oh. It's more expensive than Tokyo. Nó đắt hơn cả Tokyo luôn hả con? Nhưng mà mình cũng không biết nếu mà cái câu này làm vậy á là mình cũng không mình cũng không biết là đang nói về cái mức sống hay là cái gì ta. Most expensive.
mức sống à? Con sẽ thấy nó sẽ có là ví dụ như theo cái trang Mercer này nè, Mercer thì có, nó sẽ có là những cái đất nước mà nó đánh giá là dựa theo cái mức sống, mức chi phí, cái trang mercer.com nè, mức chi phí dành cho những cái người mà sống ở ở những cái thành phố như cô thấy ở đây là sẽ có Hồng Kông nè, Hồng Kông nè, Singapore and Zurich. Zurich là thành phố của nước nào ở châu Âu hả? Zurich. Zurich ở Thụy Điển. Switzerland. Thành phố này nè con. Zurich. Đó là những thành phố đắt đỏ bậc nhất hả? Mà dành cho, nó lại là dành cho những cái người mà nhân viên lao động nước ngoài, international worker. Ok. Singapore, Hong Kong and Zurich is the most expensive cities in the world, are the most expensive cities in the world. Ok. Đó, ở trong đó nó sẽ có là Hồng Kông nữa nè con. Hong Kong. Rồi, Singapore. Okay, and Zurich are the most expensive cities. Okay, that's all for task 7. Any questions for that, John? No. Okay, we move next. We see what we have on the next here. We move to task A. Compare the different ways of traveling in cities. Give your opinion. Give your opinion. Give your opinions. Make sentences using comparative and superlative adjectives. Example for number one. You have quick, busy, walking, bicycle. So you have the sentence like, bicycles are quicker than walking, but buses are the quickest. Do you understand this task? Con hãy so sánh những cái phương tiện đi lại ở trong thành phố và đưa ra ý kiến của con. Hãy tạo những cái câu bằng cách sử dụng là so sánh hơn và so sánh nhất. Ví dụ ở đây con có từ quick, buses, walking and bicycle. Thì từ những cái dữ kiện này, con sẽ đưa ra một cái con sẽ tạo thành một cái câu mà nó phù hợp với lại là những cái từ được đưa ra thôi. Đó là theo ý kiến riêng của con thôi là được. Ví dụ ở đây con sẽ có là gì? Xe đạp á thì đi nhanh hơn đi bộ. Nhưng mà xe buýt á thì là phương tiện nhanh nhất. Con sẽ sử dụng, cô nghĩ là con sẽ sử dụng cái tính từ này à, để con làm cái câu so sánh cho ba cái danh từ ở phía sau. Ok, let's try chứ. Con thử câu số 2 xem. Con đợi cô xíu.
Okay. Do you have the answer for number two? Let's try it. What is Jack? Tram. Con sẽ có là cái tàu điện train, but they use electric to go around the city. I share with you about the picture for tram. Cái phương tiện đó thì nó bây giờ nó chỉ có còn à để như là làm khách cho khách tham quan thôi. Con sẽ thấy đây, đó là pizza with you. Can you see this chưa? This one. The way tram. Có nhìn thấy màn hình của xe không? Yes. À, ta sẽ thấy nè, ở trong thành phố á, cái này nó chỉ đi được ở trong một cái khu vực nào đó cố định thôi ha. Thì con sẽ thấy nè, nó có ở trên cái đường nó sẽ có những cái đường ray sẵn nè. Và cái xe này nè, nó sẽ có những cái thiết, cô nghĩ là cái bánh á, hay là cái bánh sắt gì đó mà nó trượt, nó sẽ trượt ở trên cái này. Ừ, nó sẽ trượt ở trên cái đường này thôi và nó chỉ có đi chơi xung quanh cái khu vực đó thôi. Đây nè, con sẽ thấy ở đây. Cái hình này là rõ nhất rồi. Đây nè con. Thì á hiện tại á, thì mấy cái này nó chỉ được sử dụng ở trong những cái thành phố mà cổ á, như ở châu Âu này. Con biết ở Nhật có còn không? Và con sẽ thấy ở phía bên trên này nè, nó sẽ có một cái cọng dây, có một cái thiết bị đó, nó nối ở xung quanh, ở phía bên trên sẽ có một cọng dây và cái này nè nó sẽ cung cấp điện cho cái xe này và xe này nó cứ chạy vòng quanh những cái đường ray cố định ở một khu vực nào đó. Ok, understand, that is called tram, trams. Hồi trước á, thì nó sẽ thuận tiện chứ, nhưng mà còn tới bây giờ thì khi mà phương tiện phát triển rồi, cái này con đâu có thể, ví dụ như con đi xa, con đi ra ngoài ngoài trung tâm thì con đâu có dùng cái này được. Ok, hay là từ ở ngoại ô mà đi vô trung tâm mình đâu có cái trams này để mình đi đâu, nên thường bây giờ cái này người ta chỉ dùng cho khách du lịch thôi, để người ta đi tham quan thôi. Ok con. Ừ, và nó sẽ có nhiều cái này á, nó sẽ có nhiều ở châu Âu á, những thành phố á, ở châu Âu, Bắc Âu. Now we continue. Con đọc lên cũng được cho con khỏi phải viết ra. How about number two? Let's try. Con thử xem. Convenient. Can you say it again, John? Con thử lại xem, con chưa có nghe rõ. More or convenient than buses. Taxi are more convenient than bus. Okay, than buses. But trams are the most convenient.
Nhưng mà con sẽ thấy nè, con có cái con sẽ thấy ở đây tram á, là nó chỉ được đi được ở khu vực cố định thôi, đúng không? Một cái khu vực nhỏ thôi. Nhưng mà con sẽ thấy xe bus á, thì ví dụ như con cái này con có thể đi ở khu vực trung tâm thôi nè, nhưng mà cái này con có thể là đi từ ngoại thành vào nè, nó có nhiều trạm, nhiều tuyến, đúng không? Nhưng mà cái taxi này nó phải là cái phương tiện thuận tiện nhất chứ, tại vì đi tới đâu cũng được. Và nó con không có cần phải lên đúng tuyến hay là con phải tới đúng ga con mới bắt được xe taxi. Thì cái này, thì taxi phải là thuận tiện nhất chứ con. Ơ gán. Con nghĩ nếu mà theo con nghĩ vậy thì trams với lại là buses cái nào nó thuận tiện hơn Versus. ha? Buses. Ừ. Nghe con thử thử xem. Buses more convenient than Ừ. tram, but taxi are the most convenient. Ok, I think so. Ở đây cái câu này anh thấy nó làm cô nghĩ cái chỗ này nó không đúng là trams are more convenient than buses. But taxi are the most convenient. I change that. Buses are more convenient. Number three, John. You have the underground buses and motorbikes. Buses are slower than underground, but motorbikes are the slowest. Motorbike. You think motorbikes is the slow? It is either slowest. Are the slowest, huh? Maybe. Now let's check. Ở đây con xem. The underground is slower than motorbikes, really? Tàu điện ngầm nó cũng nhanh mà ta, sao nó ở đây người ta kêu là nó chậm hơn hả? Nó chậm hơn motorbike hả? No. But buses are the slowest. Mình cũng không biết được. Tại vì con sẽ thấy nè, nếu mà xe buýt mà đường mà nó không có bị kẹt xe á, thì xe buýt sẽ là cái phương tiện di chuyển nhanh hơn motorbike luôn á chứ. Mà còn underground, cô thấy underground nó cũng nhanh mà ta. Tàu điện ngầm nó đâu có bị kẹt xe đâu, cũng không biết được ha. À, nhưng mà con sẽ thấy cái này là do ý kiến riêng của con thôi. Con sẽ nói là gì? How about you? Con sẽ ý kiến của con là con sẽ có là xe buýt á. Now, can you say your sentence again, John? Buses are slower than underground, but motorbikes are the slowest. I think so. I agree with you. Buses are slower than the underground. But the motorbike are the slowest. Okay. How about number four, John? You have expensive taxis, buses, and trams.
Trams are more expensive than buses, but taxis are the most expensive. I think so. Let's check. Trams are more expensive than buses, but taxis are the most expensive. How about number five, John? You have dirty motorbikes, bicycles, cars. Motorbikes are more dirty than bicycles, but cars are the most dirty. The most dirty. Let's see. The most are the dirtiest. Yes, con. Con sẽ có là có một số từ á. Ở ngay chỗ này con cái chữ dirtiest đây nè, nó có hai âm. Đúng không? Con sẽ thấy là có hai âm, nhưng mà cái âm thứ hai nó kết thúc bằng chữ y dài á, thì thường nó sẽ là nó sẽ là short adjective thôi, nó sẽ là tính từ ngắn thôi con. Ok. Được không? Ví dụ như con có từ dirtiest nè, hay là từ busiest, busy. Dirty. You have dirty, busy, friendly. Thì con sẽ có những từ này là tính từ ngắn. Ok. Ok chưa? Yes. And how about number six, please? Bicycles are cheaper than buses, but walking is the cheapest. It's the cheapest. I think so. This ain't any easy. Bicycle are cheaper than buses, but walking is the cheapest. Okay, good. Any question for this job? No. Okay, let me see. That is the end. That is the end. Oh no, we have task 9. Now please sign out and we will get back with the next task. Okay. Yeah.